Nào, chúng ta hãy cùng các bé tập tô với lại chùm nho nào. Chúng ta bắt đầu nha. Nào, cái bút màu 1 đây. Bút này màu bút số 1 có màu gì các bạn? Đúng rồi các bạn nha. Đây là màu tím các bạn ạ. You can do it. Đây, chúng ta sẽ nhìn được ở trong bức tranh hay quả nho kia có bao nhiêu số 1 đang nhấp nháy. À, 1, 2, 3, 4 số các bạn ạ. Lần lượt các bạn sẽ chạm tay vào thì sẽ là các vị trí đó sẽ biến thành màu tím luôn nha. Đấy, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Còn một vị trí ở ngoài nữa, bên ngoài nữa, hình tròn bên ngoài nữa này, góc trái nữa các bạn này. 5. Đấy. Tiếp, chúng ta đến vị trí số bút số 2 này có màu gì các bạn? Đây là màu xanh lá cây các bạn nha, màu xanh lá cây thì đấy. Ở chùm quả nho cũng có lá cây kìa các bạn cơ. Thêm vào đó các bạn để ý cái số ở đấy đang nhấp nháy nhá, thì chính là các vị trí các bạn cần chạm tay vào để nó biến thành màu xanh lá cây đấy các bạn ạ. Đấy, 1 này, 2 này. Rồi, tiếp tục đến cái bút số 3 nào. Bút số 3 là màu. À đúng rồi, có bạn trả lời đó là màu hồng, quá chuẩn luôn các bạn ạ. Chúng ta lại bắt đầu quan sát ở bức tranh của chúng ta xem ở những vị trí nào mà các con số đang nhảy múa các bạn nha. Đấy, các bạn đếm đi, thử đếm như nào. 1 này là ở vị trí trái tim ở góc bên trái này. 2 là vị trí ở quả nho này. 3 cũng ở quả nho này, 4 cũng ở quả nho luôn và 5 là vị trí ở góc bên tay phải, hình tròn góc bên tay phải các bạn nhá. Lần nữa các bạn chạm tay vào hình trái tim này. Một hình trên quả nho này, tiếp này trên quả nho này. Tiếp trên quả nho này. Và cuối cùng là hình tròn góc bên phải nha. Đây. Tiếp tục các bạn sẽ tìm đến cây bút số thứ tư. Cây bút màu xanh da trời, đúng không? Đây, cây bút đây. Vị trí nào nhỉ các bạn nhỉ? Các bạn nhìn vào bức tranh xem có mấy vị trí. Một vị trí hình tròn ở bên tay trái, góc bên tay trái này. Hai vị trí 2 và 3 là ở quả nho này và vị trí thứ tư là hình trái tim bên trên cùng bên tay phải này. Rồi các bạn chạm tay vào hình tròn ở góc bên tay trái nha. Đây. Wow, đấy. Tương tự hai vị trí tiếp đang con số đang nhấp nháy ở trên chùm nho này. Đấy. Và hình cuối cùng là góc bên tay phải là trái tim này, bên tay phải trên cùng hình trái tim này. Đấy. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với lại cây bút số thứ 5. Cây bút có hình gì? Có màu gì các bạn? Màu này là giống như màu sô cô la các bạn ạ. Đấy. Và ở đây thì là chính là cái cuống của chùm nho. Đấy, số 5 đang nhấp nháy các bạn ạ. Các bạn chạm vào này. Đấy. Tiếp tục và cây bút cuối cùng chính là cây bút số thứ 6. Đây. Là cây bút màu vàng. Là cái hình nền. Màu nền cho chùm nho và những trái tim cũng như là hình tròn xung quanh quả nho. Đây các bạn. Hoa. Vậy là chúng ta đã hoàn thành bức tranh của mình rồi đấy các bạn ạ. À. Bức tranh tô màu cho các chùm nho cũng như là các hình vẽ trang trí xung quanh chùm nho như là hình tròn và trái tim. Chùm nho của chúng ta rất nhiều màu sắc nhá, thì có màu tím này, màu đỏ này, màu xanh da trời này, màu xanh lá cây của hai cái lá này và màu sô cô la của cái cẫng của chùm nho này. Bên cạnh đó chúng ta còn có các trái tim màu xanh da trời này, màu hồng này, cũng như các hình tròn màu tím, màu xanh da trời và màu hồng các bạn nhá.
Các bạn hãy xin bố mẹ mình một tờ giấy trắng A4 để có thể vẽ theo cái hình chùm nho này, và sau đó các bạn có thể tự mình tô theo những cái sở thích hay là trí tưởng tượng của các bạn để chùm nho có thể trở nên phong phú hơn nhé. Sau đó các bạn sẽ treo lên ở những vị trí các bạn cho là đẹp nhất để có thể giới thiệu đến bố mẹ các bạn cũng như bạn bè các bạn chùm nho mà các bạn vừa vẽ nhé. Chúc các bạn vẽ thật đẹp, thật giỏi. Bye bye, chào tạm biệt các bạn nha.